Vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ được thẩm tra lý lịch, bị cáo nói không nghe rõ tội danh bị truy tố. Sau khi chủ tọa đề nghị phiên dịch lại, bị cáo Chu Lập Cơ nói đã nghe rõ về tội danh của mình. Sáng nay ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sau khi thẩm phán đọc quyết định xét xử, phiên tòa thông báo có 79 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Phần thẩm tra lý lịch của các bị cáo Trương Mỹ Lan được thẩm tra đầu tiên và cho biết tinh thần ổn định. Bị cáo Chu Lập Cơ bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ nói rằng hôm nay sức khỏe bị cáo ổn. Bị cáo bị bắt ngày 1 tháng 11 năm 2022, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Nam. Trước khi bị bắt, bị cáo làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square. Sau khi bị cáo Chu Lập Cơ được phiên dịch, chủ tọa hỏi bị cáo có nghe rõ quyết định mà người phiên dịch vừa đọc không, thì bị cáo Chu Lập Cơ trả lời, bị cáo không nghe rõ lắm. Chủ tọa hỏi, bị cáo nghe không rõ chỗ nào? Thì bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nghe rõ tội danh bị cáo bị truy tố. Chủ tọa đề nghị người phiên dịch dịch lại cho bị cáo Chu Lập Cơ, sau đó bị cáo này nói đã nghe rõ. Đến phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Mỹ Lan nói đã nhận được quyết định xét xử của tòa án. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 8 tháng 10 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương. Trước khi bị bắt, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo nói rằng chồng của bị cáo là Chu Lập Cơ. Về hành vi bị truy tố của bị cáo Chu Lập Cơ, cáo trạng xác định bị cáo này là người sáng lập và sở hữu 99,26% cổ phần của công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Vợ chồng bị cáo cùng điều hành dự án tòa nhà Times Square với các chức năng như khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 5769 F Đồng Khởi, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn vì đã chọn xem video của chúng tôi. Đừng quên bấm like, share để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé!